Xin chào mọi người. Nồi chiên không dầu đang dần trở thành một thiết bị cần thiết khi vào bếp. Nó giúp cho mình tiết kiệm thời gian này, đảm bảo sức khỏe và cũng giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nấu ra được những món ăn mà mình yêu thích nữa. Vậy thì tại sao gia đình của mình lại không sắm ngay ít nhất là một chiếc nồi chiên không dầu đúng không? Ngày hôm nay thì Linh đang có mặt tại siêu thị để có thể cập nhật về giá cũng như là những chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 4 này để xem là có cái nồi nào vừa ngon mà vừa rẻ không nhé. Ok, let's go. Thị trường hiện nay chúng ta có thể thấy là mình sẽ có 3 loại nồi chiên không dầu. Một là nồi chiên không dầu điều khiển cơ, 2 là nồi chiên không dầu điều khiển điện tử và 3 là lò chiên không dầu. Vậy nên là tùy thuộc vào loại nồi cũng như là phân khúc giá này rồi tính năng của sản phẩm mà Linh sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc nồi phù hợp nhất nhé. Đầu tiên là nồi chiên không dầu điều khiển cơ. Ưu điểm của loại này đó là nó sử dụng đúng vặn, thao tác thì khá là đơn giản nên Linh nghĩ là ở nhà mình á, ông bà ba mẹ mình xài cũng rất là dễ dàng luôn. Và với tầm giá dưới 2 triệu đồng á, thì Linh sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Ferroli. Chiếc nồi này thì nó có mã sản phẩm là FAF5.0M. Nó có dung tích sử dụng là 5 lít và công suất của nó là 1400W. Linh sẽ cho mọi người xem cái lồng nồi bên trong ha. Đây. Lồng nồi nó cũng không quá nhỏ đúng không? Linh nghĩ là nó sẽ khá là phù hợp cho những gia đình mà có khoảng tầm 4 thành viên á. Và chiếc nồi này thì đang được giảm với mức giá là 1.420.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo đó chính là chiếc nồi chiên không dầu Bluestone. Nó có mã sản phẩm là ASB5871. Cái nồi này thì ở đây đang có giá là 2.590.000 đồng. Thế nhưng mà Linh để ý nha, có những thời điểm mà trên website của Điện Máy Xanh bán online thì cái giá nó đâu đó tầm khoảng 2 triệu thôi. Thành ra nếu như mà các bạn đã ngắm nghía cái nồi này rồi thì chúng ta có thể lên trên web kiểm tra thử xem là giá nó có rẻ hơn không nhé. Tiếp theo sẽ là nồi chiên không dầu điều khiển điện tử. Loại này thì nó có các chế độ đã được cài đặt sẵn rồi và nó sẽ giúp cho mình có thể dễ dàng chế biến những món ăn mà chúng ta yêu thích. Ở đây thì Linh có chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Homi. Nó có mã sản phẩm là TXG S5T14. Nồi này thì đang được giảm 47%, giá chỉ còn có 1.590.000 đồng thôi. Và dung tích sử dụng của nó là 5 lít nên Linh nghĩ là nó sẽ khá phù hợp cho những gia đình mà có khoảng từ 4 cho đến 5 thành viên. Giá nhỉnh hơn một tí xíu thì ở đây Linh có chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Kangaroo. Đã có mã sản phẩm là KG52AF1A. Chiếc nồi này là chiếc nồi mà nằm trong top 3 bán chạy nhất trong vòng 2 năm liền tại Điện Máy Xanh luôn. Nó có dung tích sử dụng là 4,5 lít và có 8 chương trình đã được cài đặt sẵn rồi. Mức giá mà hiện tại đang sale của nó là 2.390.000 đồng. Còn ở phân khúc giá cao thì chúng ta sẽ có chiếc nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco với mã sản phẩm là S07PRO. Chiếc nồi này thì nó có dung tích sử dụng là 7 lít với 3 chức năng là chiên, nướng và hấp. Rất là tiện lợi cho mình trong quá trình nấu nướng. Nó sẽ giúp cho món ăn của chúng ta bên ngoài thì giòn, còn bên trong thì sẽ có một độ mềm nhất định khá là hấp dẫn. Về phần công suất thì chiếc nồi này nó có công suất chiên là 1700W, công suất hấp là 900W. Nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được phần thời gian nấu nướng. Và với mức giá là 4.492.000 đồng, Linh thấy đây là một mức giá mà khá là ok luôn. Cuối cùng, phân khúc lò chiên không dầu với ưu điểm là dung tích sử dụng lớn, có thể chứa nguyên một con gà hay là cả một con cá, cho nên là nó sẽ khá là phù hợp cho những gia đình mà có đông thành viên. Nãy giờ thì Linh đã có ngó nghiêng khá là nhiều, thì Linh để ý có một chiếc lò chiên không dầu đến từ thương hiệu Kangaroo. Nó có mã sản phẩm là KG12AS1A. Chiếc lò này thì đang có giá là 2.990.000 đồng. Tức là với tầm giá chưa tới 3 triệu đồng thôi là gia đình chúng ta đã có thể sắm được một chiếc lò chiên không dầu vừa gọn vừa đẹp này, lại còn có cả kính để mình quan sát được thực phẩm ở bên trong nữa. Chiếc lò này thì nó có dung tích sử dụng là 10 lít, công suất là 1800W và nó đã có sẵn 10 chương trình được cài đặt rồi, quá là hời đúng không? Tiếp đến với mức giá tầm trung thì Linh sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc lò chiên không dầu đến từ thương hiệu Hafler. Nó có mã sản phẩm là AF602A. Chiếc lò này thì nó có dung tích là 11 lít và với công suất là 2000W thì nó sẽ giúp cho mình có thể chiên nướng một cách khá là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Lò này thì nó có tổng cộng là 8 chương trình đã được cài đặt sẵn và với mức giá đang giảm chỉ còn có 3.894.000 đồng thôi, giảm gần 1 triệu so với cái mức giá gốc thì Linh thấy là nó là một mức giá khá là ok và khá là hời cho chị em của mình. Rồi, tiếp theo, một chiếc lò chiên cuối cùng mà Linh muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là một chiếc lò chiên có một thiết kế rất là đẹp, rất là ấn tượng. Đây,
chiếc lá chi không dầu đến từ thương hiệu Kangaroo. Nó có mã sản phẩm là KG25AF2A. Chiếc lò này khi mà chúng ta nhìn vào á, về mặt thiết kế thì chắc là mình không cần phải nói quá nhiều rồi ha. Đúng là một thiết kế rất là bắt mắt và rất là đẹp luôn. Lò này thì có dung tích là 25 lít và công suất của nó là 1.700 W thì cũng sẽ giúp cho mình có thể chiên nướng đồ ăn một cách khá là nhanh chóng, tiết kiệm được khá là nhiều thời gian. Nó có tổng cộng là 7 chương trình đã được cài đặt sẵn và với mức giá đang giảm chỉ còn có 4.390.000 đồng thôi mà lại có một cái thiết kế xinh đẹp rồi một cái dung tích lớn như vậy thì Linh nghĩ là còn chần chờ gì mà chúng ta không rinh ngay chiếc lò này về nhà đúng không? Những chiếc nồi chiên không dầu Linh vừa kể trên mà tại Điện Máy Xanh thì còn có nhiều model hay ho với mức giá rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể ra trực tiếp tại cửa hàng hoặc là mình lên website của Điện Máy Xanh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết nha. Và trường hợp nếu như mà chúng ta cảm thấy là ưng ý sản phẩm nào rồi á thì mình có thể để lại bình luận bên dưới cho Linh được biết nha. Điện Máy Xanh sẽ cố gắng làm thêm nhiều video hữu ích hơn nữa để gửi đến cho tất cả mọi người. Và trước khi rời đi thì đừng quên để lại một like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!